Mỗi người chúng ta ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ, để trải lòng mình lúc ở phương xa, khi thả hồn về chốn cũ, nơi mà năm tháng tuổi thơ đã qua đi trong gian khó trưởng thành, mang nặng bao nỗi thân thương của muối mặn gừng cay, của những mùa lúa chín thơm vàng óng. Nơi đó chính là quê hương thân yêu Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Huyện Quảng Ninh là một vùng đất xinh đẹp được người xưa hình tượng hóa. Đầu Mâu vi bút, Hạc Hải vi nhiên, Trường Sa vi bản. Có nghĩa là núi Đầu Mâu là ngọn bút, Phá Hạc Hải là nghiên mực, Giải Cát Trắng phía đông là tờ giấy. Cùng với núi Thần Đinh, sông Long Đại như một dải lụa đào êm đềm chảy, trôi qua bao tên làng tên xóm, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, tạo dựng nên cốt cách văn võ cổ kim của đất và người Quảng Ninh. Một trong những người con kiệt xuất của Quảng Ninh là trưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, bậc danh tướng tài đức đã được nhắc đến nhiều trong sử sách của dân tộc. Ông đã có công đánh thắng quân Chiêm Thành, quân Chân Lạp, mở rộng biên ải, đưa dân đến những vùng đất mới để khẩn hoang lập ấp. Từ Gia Định Đồng Nai cho đến sát mũi Cà Mau ngày nay, hoàn thành công cuộc khai hoang mở cõi, dàn xếp biên cương. Nhân dân mọi miền đất nước, đặc biệt là vùng đất phương Nam, đều lập đền thờ tưởng nhớ và biết ơn ông. Ở quê hương Quảng Bình, đền thờ ông được lập ngay trên khu đất thuộc từ đường dòng họ Nguyễn Hữu, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Vào ngày giỗ của ngài, họ tộc cùng với các đồng chí lãnh đạo địa phương lại cùng dâng nén tâm nhang, tỏ lòng thành kính, nhớ tới công ơn của người con quê hương đã góp phần định hình thế vĩnh cửu cho quốc gia Việt Nam. Hoàng Kế Viêm, một danh thần cũng thường được sử sách nhắc tới, là người thôn Văn La, xã Lương Ninh. Khi ông gánh vác trách nhiệm thống đốc quân vụ đại thần, tổng chỉ huy quân đội triều đình tại Bắc Kỳ, cũng là thời gian đầy biến động và sóng gió của lịch sử Việt Nam. Lúc này, thực dân Pháp đã xâm chiếm nước ta, vận mệnh của dân tộc đang bị đe dọa và thử thách. Ông đã thể hiện rõ tài năng về quân sự và tính cách cao đẹp khi kháng lệnh vua, tổ chức lực lượng nhân dân, phối hợp với quân triều đình, làm nên chiến thắng Cầu Giấy - Sơn Tây năm 1873 và 1883. Với truyền thống yêu nước, kiên trung, không cam chịu làm nô lệ, người dân Quảng Ninh sớm giác ngộ cách mạng, đã một lòng theo đảng, kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập cho quê hương. Nhà nhóm thôn Trung Đình Võ Xá là nơi hội tụ của Tổng bộ Mặt trận Việt Minh tỉnh, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. 9 năm kháng chiến chống Pháp, huyện Quảng Ninh nổi tiếng với phong trào Hạ Sơn, từ chiến khu đến đồng bằng, tiếng bom Lộc Long, tiếng trống Minh Châu còn vang vọng mãi trong lịch sử tỉnh nhà. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại, người dân huyện Quảng Ninh phấn khởi cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Nhưng những năm tháng hòa bình không được lâu. Cùng với cả nước, người dân nơi đây lại phải chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mảnh đất có chiều ngang hẹp nhất nước này đã trở thành vị trí xung yếu, vị trí chiến lược quốc gia. Sự ác liệt của chiến tranh thể hiện rất rõ trên mảnh đất này. Nơi đây đã trở thành tuyến lửa của hậu phương lớn miền Bắc. Các tuyến đường quan trọng huyết mạch chằng chịt nối Đông và Tây Trường Sơn, đảm bảo sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa với các chiến trường Lào và Campuchia. Mạch máu giao thông muốn thông suốt phải qua hai tọa độ lửa ác liệt nổi tiếng là phà Quán Hào trên quốc lộ 1A và phà Long Đại trên đường 15A. Các binh chủng hợp thành
từ các đơn vị cầu phà, pháo phòng không, công binh, thanh niên xung phong cùng với quân và dân Quảng Ninh kiên cường bám trụ đã làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu. Trong chống Mỹ cứu nước thì chúng tôi thấy cái vị trí này nó đặc biệt quan trọng. Tại vì cái tuyến đường để quân vào Nam, hàng hóa đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam là phải qua 5 tuyến đường quan trọng. Quốc lộ 1A ở đây, rồi quốc lộ 15A đường Đông Trường Sơn, rồi quốc lộ về Tây Trường Sơn và đường biển. Rồi do sóng nữa cho nên ở Quảng Ninh nó có 5 cái bến phà Quan Hầu, bến phà 2 Trúc Ly, rồi bến phà Long Đài, rồi bến phà là Hiền Vinh về Quảng Xá. Tất cả những cái bến phà này nó nằm trên địa bàn của 12 trên 15 xã của Quảng Ninh. Chúng tôi phải xây dựng ở đấy là những căn cứ địa, nơi để cho bộ đội trú ẩn, nơi để mà giữ hàng trong khi bom địch của Mỹ nó đánh phá và phá không qua được. Đế quốc Mỹ đã ngày đêm dùng các loại máy bay siêu âm cường kích, trong đó có cả máy bay B-52 ném bom dài thảm, bom tọa độ nhằm ngăn chặn mạch máu giao thông vận chuyển bộ đội vũ khí lương thực cho chiến trường miền Nam, gây thiệt hại không nhỏ cho tuyến vận tải chiến lược. Nhưng các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, bất chấp mưa bom bão đạn, kiên cường bám trụ để mạch máu giao thông được thông suốt, những đoàn quân tiếp tục ra mặt trận. Kể cả tên lửa, kể cả pháo và kể cả bộ đội, cả xe không đi được nữa, vì phải nghỉ lại ở thôn Trúc Ly. Thì từ đó thì mình nảy ra một cái ý là đồng viên nhân dân, mà trước hết là đảng viên cán bộ gương mẫu trước, chi ủy gương mẫu trước, là nhường nhà trước. Khẩu hiệu mà phát lên từ Võ Ninh là xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc công. Và khẩu hiệu là nhường nhà để che hàng, nhường làng che bộ đội, là bắt đầu từ những cái việc làm cụ thể như vậy. Trong đó có cái tấm gương lúc đó chúng tôi nhớ là đồng chí Phạm Đình Dương, là bí thư đảng ủy, là người làm đầu tháo nhà mình. Quê hương Võ Ninh, nơi khởi đầu phong trào xe chưa qua nhà không tiếc, nay đã có nhiều đổi thay khang trang đẹp đẽ, nhưng ký ức về sự hy sinh để con đường thông suốt vẫn còn. Lúc đó gia đình tôi ở bên kia sơ tán lên trên, nhưng mà nay giao lại cho lực lượng dân quân và thanh niên xung phong là ứng cứu để mà làm phục vụ cho cái tuyến đường. Thì lúc mà đảng đưa ra, đảng viên ra là vận động nhân dân đó, và đảng viên đó là xe đi qua nhà không tiếc, đường giao thông thì không tiếc màu xương. Như vừa là lúc đó khó khăn quá, xe không đi được, cho nên đó, là vận động nhân dân, là lực lượng thanh niên đó là tháo ra lắp đường. Người dân Võ Ninh đã dỡ hàng chục ngôi nhà của mình để lát đường cho hàng trăm xe qua. Từ đó phong trào lan rộng ra cả tỉnh Quảng Bình và khu 4. Hơn 100 gia đình ở Đức Trạch, Hải Trạch tình nguyện dỡ nhà lót đường và làm cầu Lý Hòa. Khẩu hiệu nhường nhà để che hàng, nhường làng để giấu xe đã thành khẩu hiệu chung của tỉnh, rồi của cả nước, thôi thúc toàn dân tham gia chiến đấu, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, chi viện một cách hiệu quả cho chiến trường. Trong chống Mỹ Quảng Ninh thì có cái nổi bật nhất là có cái Long Đài. Mà có thể nói dân Quảng Ninh phục vụ cái phà Long Đài về mặt cơ giới hóa, đồng thời còn có một cái tuyến giao liên đi đường sông nữa. Thuyền chở người đi qua sông thì phía dưới này, còn trên này là ô tô cơ giới thì nó đi phà. Điểm qua đó đồng bào che chở bộ đội này, dấu hàng hóa này, phục vụ bộ đội chiến đấu này, tất cả những việc đó là dân Quảng Ninh tham gia rất tuyệt vời.
Phà Long Đại, một trọng điểm đánh phá ác liệt, một tọa độ lửa trên đất Quảng Ninh. Nhằm cắt đứt con đường độc đạo này, đế quốc Mỹ đã trút xuống đây hàng chục vạn tấn bom đạn để chặn những đoàn xe ra tiền tuyến. Nhưng bất chấp bom đạn, bộ đội công binh, thanh niên xung phong và người dân địa phương vẫn ngày đêm bám đường bám bến, bảo đảm cho mạch máu giao thông thông suốt, phục vụ cho chiến trường. Nhiều chiến sĩ công binh đã được truy điệu sớm trước khi đi làm nhiệm vụ rà phá bom từ trường bằng cano trên dòng sông và bến phà này. Liên tục đánh suốt cả ngày, đánh anh em dân quân mà gọi là đánh dưới ăn cơm chưa kịp thì bắt đầu có lên là thuật là thả cơm nó đi chạy lại đi cưỡi lên cấp cứu đoạn. Ban đêm thì đánh cứ thuật là suốt cả đêm, đúng là trạng mà đánh có lúc còn đêm mà đánh nó gọi là thằng thả phố sáng xuống là gọi là ba tầng cả huyện Quảng Ninh nó rồng hết trang hết trang hết tông tông pháo mà thôi ba tầng tấn công nữa. Đặc biệt là trong năm 66, 67, 68 đánh dùi bom xuống suốt, nghĩa là anh em dân quân du kích cùng anh em bộ phà Long Đại là đại đội 66 bước qua, nhưng mà khi làm không kịp phải cấp cứu thì đại đội của là trung đội của là xã Hy Ninh, tức là có trung đội 12 Lý Bại là với là anh em Hòa Tuyến với dân công Hòa Tuyến phục vụ để trời cứ là để cứu đưa đường thông đường thông xe. Khẩu hiệu phía trước là miền Nam đã thôi thúc hàng đoàn xe tiếp tục lao ra chiến trường với bom đạn bất kể ngày hay đêm. Để ghi nhớ những chiến công và sự hy sinh cao cả, một đền thờ ghi công đã được xây dựng cạnh cầu Long Đại, gần với bến phà Long Đại xưa. Các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Thôn Cổ Hiền bên dòng sông Kiến Giang uốn mình thơ mộng. Khung cảnh thanh bình với những chuyến đò ngang đưa các em học sinh qua sông tới trường. Ngôi chợ thôn nay cũng thật sầm uất đông vui. Thôn có nhiều di tích lịch sử cách mạng ghi dấu cả hai cuộc kháng chiến. Nơi đây đã được đoàn 559 chọn làm sở chỉ huy trong những tháng năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các dòng họ ở xã Hiền Ninh đã sẵn sàng nhường cả từ đường của dòng họ mình để làm nơi đóng sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Họ Trương đã dành nhà thờ họ cho đoàn 559 làm trạm thông tin tải ba phục vụ công tác chỉ huy. Sống ngay trong lòng dân, được nhân dân đùm bọc bảo vệ, nên trong suốt giai đoạn chiến tranh, dù có các phương tiện trinh sát tối tân, nhưng kẻ địch cũng không thể phát hiện ra. Cách chợ Cổ Hiền không xa là hội trường lớn của đoàn 559. Nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, nhiều hội nghị của các cán bộ đoàn 559. Lựa tất cả trong bộ chính trị lúc đó là có mặt ở đây, kể cả ông Duẩn. Ông Duẩn về đây cùng ăn Tết, đồng viên làng Cổ Hiền, đồng viên đơn vị 559, kể cả đại tướng. Rồi sau đó mới có cuộc họp 7 ngày đoàn 559 để tổng kết 14 năm vận tải. Nhà lưu niệm đoàn 559 bên cạnh hội trường đã trưng bày hàng trăm hiện vật về chiến tranh và hàng trăm hình ảnh chiến đấu công tác của các binh chủng, các lực lượng trên các tuyến đường Hồ Chí Minh. Tháng 3 mà tổ chức cái bắn pháo hoa dọc cái sông đó cũng rất là sôi nổi. Có thể nói như ngày hội, hàng vạn nhân dân tham gia dọc theo bờ sông đấy để xem bắn pháo hoa. Còn là tất cả các đơn vị của 559 đều được về để tập huấn và hội nghị tổng kết. Chúng tôi quan niệm nhận thức lúc đó có như một ngày đại hội của một cái sự kiện lịch sử sắp chuyển giai đoạn, nghĩa là cuộc kháng chiến sắp chuyển sang cái giai đoạn quyết định. Nhà khách của Bộ Tư lệnh ở văn phòng trường cấp 3 Quảng Ninh cũ
là nơi đón tiếp các đồng chí lãnh đạo trung ương. Đặc biệt, đây chính là nơi đón tiếp quốc vương Sihanouk năm 1973. Khi cái đoàn của ông Sihanouk đến từ ngoài cái cổng thì đội danh dự bông súng trao. Trước tiên là đội danh dự nữ, rồi đến đội danh dự nam. Xong rồi vào đi qua cái dạy sĩ quan, cơ quan, bộ tư lệnh đứng. Tôi phải ra đứng là đón ngoài tay cổng để dẫn đi vào. Hoàn cảnh chiến tranh nhưng mà mình làm một cái tư thế của quốc gia. Vì đây là đón ông quốc trưởng mà. Từ ngã ba Áng Sơn, theo đường chiến lược 15 là Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc địa phận xã Vạn Ninh. Thắp nén tâm nhang, bồi hồi thương tiếc những người con của mọi miền non sông đất Việt, mãi mãi dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước trên tuyến đường Trường Sơn. Gần 300 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây trong sự chăm sóc của bà con địa phương. Các anh các chị đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tham gia lực lượng thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và đã ngã xuống vì sự tồn tại của tuyến đường. Các anh các chị sống mãi ở tuổi 20. Về thủ đô Hà Nội, các đồng chí trong Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh có dịp đến thăm tướng Đồng Sĩ Nguyên, vị tư lệnh của bộ đội Trường Sơn, người đã gắn bó với nhân dân huyện nhà một thời gian dài, với bao kỷ niệm không thể phai mờ. Xã Hiền Ninh và các xã kế cận thuộc huyện Quảng Ninh đã giúp chúng tôi một thời gian. Cho đến bây giờ chúng tôi ngày càng thầm đậm cái tình quân nhân cả nước và được cấp ủy và chính quyền ở Hiền Ninh là có thể nói rất tận tình. Khi mà chúng tôi ở đây thì coi như là mọi việc bảo vệ an ninh là do địa phương hết. Đến đây tôi rất có lời chúc mừng các đồng chí vẫn phát huy được truyền thống cuộc kháng chiến cho đến công cuộc đổi mới. Mong rằng các đồng chí làm sao để tập trung trước hết là đi vào sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân, kiên quyết đẩy lùi và xóa được cái nghèo đi. Ngày 1 tháng 7 năm 1990 đánh dấu một sự kiện quan trọng của lịch sử. Huyện Quảng Ninh đã được tái lập trở về với tên gọi của mình. Đây là một mốc lịch sử trọng đại, là một động lực to lớn giúp cho Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh tập trung phát huy hết sức mạnh tiềm năng và trí tuệ để phát triển và xây dựng lại quê hương của mình, tiến kịp với các vùng miền trên cả nước trong xu thế phát triển và hội nhập. Đứng trước thời cơ thuận lợi và những thử thách mới, huyện ủy xác định nhiệm vụ đầu tiên là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, quan tâm đúng mức đời sống các đối tượng chính sách xã hội, với khẩu hiệu đoàn kết, đổi mới, tiến lên. Là một huyện thuần nông, Quảng Ninh đã được xác định là vùng trọng điểm lúa của tỉnh. Vì thế, nông nghiệp được đặc biệt quan tâm. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp là mấu chốt để thúc đẩy các ngành nghề khác cùng phát triển, tổ chức chuyển đổi nông nghiệp huyện theo hướng hàng hóa, đưa các bộ giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Trong những năm vừa qua, mặc dù diện tích đất không tăng nhiều, nhưng nhờ chú trọng thâm canh chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp cho năng suất cao, phát triển các mô hình kinh tế theo hướng kết hợp, trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích. Nước từ hồ thủy lợi Rào Đá với dung tích 82 triệu mét khối đã bổ sung dòng nước mát cho những cánh đồng lúa đã được ca ngợi. Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện. Hệ thống thủy lợi hồ đập kênh mương được cải tạo và xây dựng mới, bảo đảm đủ nước tưới tiêu, khắc phục được những cơn nắng hạn, gió lào nắng cháy. Tỷ trọng ngành chăn nuôi ngày càng tăng, chất lượng đàn ngày càng được nâng cao. Đó là nhờ chương trình cải tạo đàn gia súc gia cầm, nâng cao cả về thể trọng và chất lượng thịt. Đặc biệt là đàn bò Zibu được phát triển mạnh. Với điều kiện kinh tế tự nhiên có vùng bờ biển và ao hồ thuận tiện cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh khai thác khơi,
chú trọng khai thác các đối tượng xuất khẩu, giảm khai thác ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Một số doanh nghiệp đã nuôi trồng thành công tôm thẻ chân trắng và một số thủy đặc sản khác cung cấp cho tiêu dùng và phục vụ du lịch, đồng thời tận dụng được diện tích bỏ hoang của những vùng cát trắng tại Hải Ninh, Gia Ninh, Võ Ninh. Huyện đã khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế trang trại, vùng gò đồi, biến đồi hoang cát trắng, đồng ngập mặn, đất trồng lúa năng suất thấp thành những trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, đưa lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có hơn 100 trang trại với những mô hình sản xuất kinh doanh mang lại kết quả tích cực. 2.700 hectare có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Và chúng tôi muốn làm thế nào đó để trong kết cấu kinh tế của huyện sẽ có sự thay đổi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, bằng việc vừa phát triển nông nghiệp toàn diện nhưng vừa phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nhất là ngành nghề nông thôn trên địa bàn. Có như thế thì chúng tôi có điều kiện để tiếp tục phát triển trong tương lai. Huyện đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc, thị trấn Quán Hầu, phát triển các thị tứ Nam Long, Sinh Mười và phát huy khả năng cơ sở vật chất hiện có để khai thác hiệu quả tiềm năng, tài nguyên và lợi thế của địa phương để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà máy xi măng Áng Sơn có công suất từ 10 vạn tấn lên đến 1 triệu tấn một năm, được xây dựng và đã đi vào sản xuất. Để chăm lo sức khỏe cho người dân, huyện đã đầu tư nâng cấp mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở và thôn bản, đầu tư trang thiết bị, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, phát triển có hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đầu tư các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh mới, trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Và dự án xây dựng bệnh viện đa khoa mới của huyện cũng đang được tích cực triển khai. Huyện đã quán triệt sâu sắc các quan điểm và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Hệ thống trường học được huyện quan tâm đầu tư, các trường được xây dựng kiên cố đàng hoàng, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập tốt theo phương châm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở tất cả các cấp học. Phấn đấu xây dựng nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng hai trường nội trú ở xã Trường Xuân và Trường Sơn cho con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến lứa tuổi mẫu giáo mầm non. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm khai thác tiềm năng của toàn xã hội. Các hoạt động phát triển giáo dục như phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được mở rộng. Quảng Ninh có truyền thống về văn hóa ngay từ phong trào tiếng hát át tiếng bom trong những năm tháng chiến tranh. Huyện đã chú trọng phát triển mạnh mẽ cả văn hóa và thông tin nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Ở một số địa phương như xã Quảng Xá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, kết hợp với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, được bà con tích cực thực hiện. Thank you.
hai vợ chồng tôi mới đi lấy được diễn sinh trên TV, quay vào trong máy rồi mở ra học để đưa cho các ra để hướng dẫn cho là các bà. Thì không ngờ cái lứa tuổi trẻ cũng ra đầy cả cái sân này, do đó đông quá thì cao tuổi vào trong này để có cái ánh điện, đêm nào cũng thế, vui vẻ lắm với cái điều thế, với cái điều hát để thể dục hai cái kiểu này đây. Thì ngoài sân trẻ một con hai con lên đến tuổi già mà họ không có trong hội cao tuổi, họ cũng đứng ra ngoài để tập với số trẻ, rầm rộ lắm, vui vẻ lắm. Quảng Xá còn được gọi là làng ca Huế, và chưa nơi nào phong trào văn nghệ quần chúng lại phát triển mạnh mẽ như ở nơi đây. Có nhiều câu lạc bộ ca Huế thu hút nhiều người tham gia tập luyện, mang lại không khí tươi vui cho xóm làng. Sông Kiến Giang, nguồn nước mát tưới cho làng quê ruộng đồng vào những ngày đại hạn. Kiến Giang còn gắn liền với lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm. Vào những ngày đầu tháng 9, nhiều đội thuyền bơi của các làng ven sông tổ chức đua bơi. Lễ hội này đã gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân và ngày nay trở thành một lễ hội thu hút nhiều khách du lịch. Quán Hầu, tên gọi thân thương của một vùng quê đã nức tiếng với bao thế hệ người Việt trên đường Thiên Lý Bắc Nam. Nơi ấy gắn liền với địa danh Long Đáo Địa. Hầu là quà tặng của thiên nhiên cho mảnh đất Quảng Ninh. Hầu là loại hải sản có nhiều dinh dưỡng, vì chỉ ở nơi này mới có mùi vị thơm ngon của nó. Hầu có thể chế biến được nhiều món, nhưng ngon nhất là món cháo hầu. Và chính tại nơi đây, địa danh Quán Hầu đã trở thành một món đặc sản thu hút các vị khách du lịch sành ăn, mang hương vị của đất Quảng Ninh. Quảng Ninh, một dải đất hẹp của miền Trung, một miền quê của gió Lào cát trắng với bao nỗi thân thương. Thời gian đã trôi qua, biết bao đổi thay, nhưng dù ở nơi đâu, bất cứ giai đoạn nào, thì bản sắc truyền thống của mảnh đất, con người Quảng Ninh đều phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh đã chung sức chung lòng vượt qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, vượt qua biết bao gian nan thử thách để xây dựng quê hương như ngày hôm nay, thực hiện công cuộc đổi mới một cách toàn diện, tạo những bước trưởng thành mạnh hơn, nhanh hơn, đưa quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu anh hùng trong chiến tranh và anh hùng cả trong công cuộc xây dựng quê hương thân yêu